Tiếp theo, xin chào tất cả các bạn. Mình hướng dẫn các bạn học tiếp phần câu và từ hội thoại tiếng Hàn Quốc bài 13 ở trường học. Thì mình trường học mình có từ Hakyo ở trường học à. Hakyo Ekata là đến trường. Che Hakyo là đại học. Che Hake Ekata là vào đại học. Cho muốn Che Hak là trường cao đẳng. Cho muốn Che Hak là cho muốn là chuyên môn á. VT là ngoại ngữ, VT là ngoại ngữ là bơm bóp tre, que là ngoại á, tre là đại học, hoạt động ngoại ngữ là bóp tre là đại học luật, sao bóp TH là đại học sư phạm, sao bơm TH là đại học sư phạm, UT là đại học y, VT là đại học dành cho nữ, cúc đức TH là đại học quốc gia, cúc đức TH. Sa đức TH là dân lập. Sa đức TH TH ha. Sa mô xin là văn phòng. À, văn phòng. Tô sư quán là thư viện. Bình thông trang là sân vận động. Khi xuất xa là ký túc xá. Vô tân hát trò là cấp 3. Cấp 3 gọi là trung cấp. Trung học. Vô tân hát trò là trung học. Trung hát trò là số tướng hát cho mình nói mà có ba cấp, cấp 1, cấp 2 và cấp 3 ha. Trung hát cho là cấp 2 mà số tướng hát cho là cấp 1. Tiểu học cơ sở và trung cấp đúng không, là đó. Yuchiwan là mẫu giáo, Yuchiwan là trường mẫu giáo. Thác A Sô là nhà trẻ, Thác A Sô là nhà trẻ. Yuchiwan là Thác A Sô. Kyosunim là giáo sư. Sinh sang Nim là giáo viên. Kyo Trang là hiệu trưởng. Kyo Trang là hiệu trưởng. Hắc Sen là học sinh. Thì Hắc Sen là sinh viên. Dính Hắc Nhân là năm thứ nhất. Thì Hắc Nhân là năm thứ hai. Sam Hắc Nhân là năm thứ ba. Và đây mình có Sa Hắc Nhân là năm thứ tư. Tông Trang là bạn học cùng. Tông Trang là học cùng. Sơn Be là người học khóa trước. Là anh. Ube là đàn em, anh đàn chị đó, đàn em. Đại học khóa sao hả? Bam Trang là lớp trưởng, Cho Trang là tổ trưởng, là Cho là chọn tổ, Cho là tổ, Cho Trang là tổ. Su Hắc là môn hóa, môn toán chứ. Hoa Hắc là môn hóa, Hoa là hóa, Su là số. Quốc Ơ là quốc ngữ, Dân Ơ là tiếng Anh. Môn Hắc là văn học. Minh Ly H là vật lý. Giấc xa lịch sử hả? Chi Ly là địa lý, H là học. Địa lý học hả? Qua Móc là môn học. Qua Móc là môn học. H qua là khoa. Hàn Quốc Ơ qua là khoa tiếng Hàn. Kyo Shin là phòng học. Shin Pan là bảng đen. Shin Pan là bảng đen hả? Check là sách. Chiếc sang là bàn học. Bon pen là bút bi. Bon pen là bút bi. Chiếc cà vang là sách. Chiếc cà vang là sách. Computer là máy vi tính. Computer là máy vi tính. Cho bóc. Cho là học, là học đường. Bóc là phục. Đồng phục à, học ở trường ha. Sơn chất phò là mình nói ha. Ở công ty mình nói là huê bóc. Huê bóc. Bóc công ty hơi xa. Mới xa bốc á, hay bốc. Hắc kiều là xa bốc à. Chân, sân chất phiò là bảng điểm à. Châm su là điểm. Si hôm là thi. Châm minh bù tà là đi thi. Chô đốp ha tà là tốt nghiệp ha. Chô đốp chân là bằng tốt nghiệp. Chô đốp chân là bằng tốt nghiệp. Gia râm là mùa hè. Bán hát là học, là nghỉ. Nghỉ hè, gia râm bán hát là nghỉ hè. Kerun bằng hắc, Kerun bằng hắc là nghỉ mùa đông ha. Hắc kỳ là học kỳ. Hấp chất là thi đổ. Kun hấp chất là thi trượt. Bùi là bắt ha. Không ha. Tơ đô chi tà là trượt ha. Du hắc ha tà là gì? Đi học, du học. Công bu ha tà là học. Công bu ha tà, bê u tà là hai từ nè. Khác nhau ha. Study, công bố hạ tạ là study, bê ta là learn, là tự học.
công bố rin chán hà tà chán hân tà là học giỏi, công bố rin mốt hân tà là học kém à, hắc riết là học lực, tiếng hán hàng luôn à, càng y hà tà càng y là giảng dạy bài, càng y sửa ấp si can là giờ học, sửa ấp si can trên con hà tà là chuyên môn hả, bác sa là tiến sĩ, sức sa là sĩ, hắc sa là cử nhân à, và phải biết à, bác sa sức sa hắc sa, hắc bi là học phí, cha hắc tuân là tiền học bổng, ký xuất sa bi là ký túc xá hà phí bi, tương lóc cơm tiền đăng ký nhập học vào ha, anh nhớ haseo ít hắc su sóc in haro vasimita, ít hắc su sóc là tiếp tục là tôi là học sinh nước ngoài muốn học tiếng Hàn, ít hắc su sóc in haro vasimita, xin chào tôi là thủ tục nhập học nhà su sóc là thủ tục nhập học, cho nên về cúc hát sang em là tôi là học sinh nước ngoài hàng cúc mà đến đều cô sức khỏe ổn, tôi muốn học tiếng Hàn tiếp sau hát bên đến han hát chị e anh mà em cả hát bên học phí á, hát hát kia là học kỳ anh mà em cả là bao nhiêu tiền ngoại tiếp sau han hát chị e ô ship mang won em đã là 500.000 won ha, han hát chị nên mất kêu quên em cả một học kỳ này bao nhiêu tháng vậy, mất kêu quên em cả bao nhiêu tháng, hát kêu anh em trong ký túc trong trường học ký xuất xa cả ít là dấu à, trong trường có ký túc xá không, ít xin người ta ký xuất xa bị nên anh ta đấy sao mơ rồi em cả ký xá này một tháng này khoảng 30.000 won, xích xa nên ở tất kỳ hai chỗ xích xa ngày sò xích xa hàn su ít xe dọn có thể ăn ở nhà ăn của người của ký túc xá ký xúc xa này sơ chi xa hay tổ tên này ố chi xa hay tổ tên này ố túc xá có thể nói được không hẳn chê yô à hẳn bà này ác xèn chân cưng mết nhân y xin mì cá một lớp học thì cần bao nhiêu, hẳn bà là một lớp học mà ác xèn là học sinh sinh viên chân cưng là trung bình mét miệng nghĩ Ishimika trung bình thì có bao nhiêu người ha, có bao nhiêu bạn trong lớp học à, han dân ta xếp miệng à khoảng 15 người ha, han dân ta xếp miệng à có khoảng 15 người, trên trang này mi han cũng màn lỡ màn lỡ càng y học việc cả giáo viên thì dạy bằng tiếng Hàn phải không ạ, haru với swap in mexican imika và một buổi học à, mỗi ngày học bao nhiêu tiếng hồ à? Lớp học một tiết học của một buổi học của một ngày là Mexican Imica bao nhiêu tiếng? Achim biết sắp xếp mà in cấp sĩ bù thờ à học sĩ bù thờ tức là buổi sáng bắt đầu từ 9 giờ ô hay Shikaji từ chiều đến 1 giờ Harue nhà Shikaji niệm giả khoảng 4 tiếng đồng hồ ha, Harue nhà Shikaji niệm giả là 4 tiếng đồng hồ kẻ can ý đi anh chị mình khó nào khai giảng kẻ can đi kẻ can ý đi kẻ can in kẻ can in là ngày khai giảng kẻ can ý đi bây giờ thì khai giảng ở tên kỹ năng in công bố hay mình khó chỉ học được những kỹ năng gì ở tên công bố nên chữ tên là sai tên là hai chữ T đó nha ở tên kỹ năng ấn không bù hàm gì cả ha, check in mua điều rồi chuẩn bị hay chưa nay đó, nhà trường có phát sách miễn phí không à, mua vô là miễn phí ha, à nhau, các xe nghe si sơ đồ xa già hay dò, không, học sinh phải tự mua hả, tôi đưa ship show lá, à, lắng nghe đi, à, xin anh bên tôi đưa ship show, à, nghe một lần nữa nha, à, xin anh bên là một lần nữa, tôi đưa ship show, xin chào em. Chân chân thì mạng xung hay chưa xeo vui lòng mới chậm đi mạng xung hé chưa xeo hé chưa xeo vui lòng mới chậm chút đi à ước cô ta ra hai ship xeo các bạn hãy nghe và đọc theo ta ra hai ship xeo ước cô tê tắp hai xeo ước cô tê tắp hai ship xeo nghe và trả lời câu hỏi nha chinh môn hai ship xeo đặt câu hỏi đi à chinh môn là câu hỏi chinh môn ý ý xin mì cả chinh môn ý xeo xin chào em chuyên môn ít xin mì tả thưa thầy tôi có câu hỏi ạ chi chắc khắp chi tả
Cùng nhau bắt đầu nhé. Xin chào các bạn. Cứ kể Ikko Buseyo. Xin vui lòng bật to lên. Cứ kể Ikko Buseyo. Check in Boshipio. Hãy nhìn vào sách đi ạ. Check in Bochimaseyo. Trên đường nhận sách Bochimaseyo. Check in Bochimaseyo. Ashi Hanben Maria Kuseyo. Hãy nói một lần nữa đi. Xe tàn nở đến Beushipio. Beushipio. Mình học bằng những từ vựng mới nha. Xe tàn nở đến Beushipio. À, mình chẳng ấn mà anh chưa thử đặt một câu hỏi, đặt một câu đi. Mình chẳng là câu ha, đặt câu. Anh cũng mạnh lô mà anh tha xíu xíu. Anh nói bằng tiếng Hàn, anh cũng mạnh lô mà anh tha xíu xíu. Cho nên anh chức đi hè, hai chị anh nay rồi, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Anh chức đi hè, hai chị anh nay rồi. Xe mình, anh chị bộ này rồi. Bây giờ sẽ thấy. Ở tất cả hàm nhà, anh cũng mạnh lên chả tha xíu xíu. Làm thế nào để mới giỏi được tiếng Hàn nhỉ? Mani nhân sức hao gỗ, mani mani ham nhờ tìm biết ạ. Phải thiệt nghiên tập thật nhiều và nói thật nhiều, cho nên nỗ lực hai cái sự nghiên tập. Tôi sẽ cố gắng, mani tôi qua chú xịp cho, sẽ vui lòng giúp đỡ ạ. Mani tôi qua chú xịp cho, mani tôi qua chú xịp cho, cho nên nỗ lực hai cái sự nghiên tập. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, nỗ lực hai cái sự nghiên tập. Xin mời anh chị bộ này ô, tôi sẽ bao giờ thế vậy. Ở tất cả hàm nhận, anh có mà rình trả hai sư ít xe yếu. Làm thế nào nói nó giỏi được tiếng Hàn? Bạn phải luyện tập nói tiếng Hàn thường xuyên mỗi ngày. Học mỗi ngày thì bạn sẽ giỏi thôi.